Chính phủ Iraq đang thành lập một ủy ban để chuẩn bị chấm dứt hoạt động của phái bộ liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại nước này. Theo Reuters, thông báo trên do văn phòng Thủ tướng Iraq Mohammed Siasan Sudani đưa ra ngày 5 tháng 1. Tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết, chính phủ đã ấn định ngày thành lập ủy ban song phương nhằm chấm dứt sự hiện diện của lực lượng liên quân quốc tế ở Iraq vĩnh viễn. Chúng tôi nhấn mạnh lập trường vững chắc của mình trong việc chấm dứt sự tồn tại của liên quân quốc tế sau khi đã hết lý do để liên quân này tồn tại. Một quan chức chính phủ Iraq nói rằng ủy ban sẽ bao gồm đại diện của liên quân Mỹ. Trước thông báo trên một ngày, một cuộc tấn công của lực lượng Mỹ đã khiến một thủ lĩnh dân quân ở thủ đô Baghdad, Iraq thiệt mạng. Các nhóm liên kết với Iran bày tỏ sự tức giận và yêu cầu chính phủ Iraq không cho liên quân Mỹ hiện diện ở nước này. Lầu Năm Góc cho hay quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công hôm 4 tháng 1 để trả đũa các cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng Mỹ. Mỹ hiện có 900 quân nhân ở Syria và 2.500 quân nhân ở Iraq. Họ đang thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. IS chiếm giữ phần lớn lãnh thổ của Iraq và Syria hồi năm 2014 trước khi bị đẩy lui. IS hôm 4 tháng 1 đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép ở Iran khiến gần 100 người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại đài tưởng niệm cố chỉ huy Iran Qasem Soleimani. Trong khi đó, các nhóm dân quân liên kết với Iran ở Iraq và Syria phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza và quy trách nhiệm cho Mỹ một phần.